Mặc dù từ mấy ngày trước, chưa chính thức là ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, thế nhưng chị em phụ nữ đã rần rần lên mạng làng mạc hội qua nào qua nào tiếng tưởng của chồng người chơi trai tặng từ trước đó, khiến những cô nàng fan và những cô nàng đến giờ phút này vẫn đang phải ngóng tiếng tưởng từ người con trai của mình không khỏi ghen tị. Có anh chàng thì mua mỹ phẩm, nước hoa, giày dép, túi xách tặng người yêu, còn có anh chàng lãng mạn hơn thì bày biện hoa nến lung linh như trong phim Hàn Quốc rồi đón người yêu tới tạo sự bất ngờ. Và có lẽ bất ngờ hơn hết là món tiến thưởng 20/10 lại chính là ba bông hoa chuối được bọc đẹp đẽ gọn ghẽ mà anh chồng trẻ dưới đây dành tặng cung phi. Điều này đã khiến cô cung phi trẻ đi từ bất ngờ đến choáng choáng, phải đăng đàn lên than thở cùng 500 chị em. Cô cung phi viết, đời sống hôn nhân thì cũng có lúc vui đấy nhưng nỗi buồn thì kể không bao giờ hết. Cách đây 2 hôm cung phi chồng em đi mua tiến thưởng cho bà ngoại với bà nội giúp thì chồng em hỏi thế năm nay em thích gì. Em thì lúc ấy đang muốn ít đồ trang sức gì dạo này trên người nó cứ trong trống nhưng đúng lúc ấy lại đi ngang qua hàng ăn, thấy bàn người ta có đĩa nộm hoa chuối em thế hệ buộc miệng, uy trời, nhìn đĩa nộm kìa. Chồng em bảo, à anh hiểu rồi. Em cũng không lưu ý cho lắm gì từ lúc đẻ giúp em được tặng cho đứa con kèm với bộ não hay quên. Sáng nay, chồng em chải keo vút tóc ra đường đi mãi đến đầu giờ chiều thế hệ về, giấu đằng sau một bó hoa bảo em nhắm mắt. Em nghĩ bụng thôi thôi qua thì tặng luôn đi giấu giếm cái gì, em nhìn thấy giấy gói hoa đằng sau rồi nhưng thôi để cho chồng vui thì em nhắm mắt. Dạ. Dân, cảm ơn. Đính kèm bài viết là cô gái nắm bó hoa với đúng. Ba cái hoa chuối bên trong. Tình huống vui nhộn này khiến dân mạng xôn xao bàn tán. Quả thật, tình huống bi hài này khiến nhiều người không biết nên cười hay nên khóc. Ai nấy đều tỏ ra yêu thích với sự vui nhộn, độc lạ mà anh chồng khi đã nghĩ ra tặng cung phi. Số khác thì đồng cảm với sự tẻn tò của cô cung phi trẻ vì bị hớ một pha khá nặng. Bộ không biết nên vui hay nên buồn của cô cung phi trẻ khiến nhiều người phì cười. Thành viên huyện Nga bình luận, bó tay, tặng ngay quả hoa chuối thế này thì làm nộm ăn bao giờ thế hệ hết. Chẳng biết trách anh chồng quá tinh ý hay trách cô cung phi quá vô tình đây. Cười ra nước mắt mất. Thật sự không biết nên thải y côn ha ha hay căm thù nữa. Thôi thì hoa chuối cũng là hoa, chồng người chơi tặng món tiến thưởng thiết thực vậy còn gì nữa. Thôi thì trước khi buồn cũng nên cảm ơn vì chồng đã tinh ý, lại còn biết tặng cung phi, chứ lắm ông ngày này còn đánh chửi cung phi hơn ngày thường, tài khoản bờ. Bờ viết. Còn tài khoản mờ. Tờ, tuy có hơi buồn cười một chút vì anh chồng thật thà quá, nhưng cũng nên mừng vì chồng còn biết ngày 20 tháng 10 tặng cung phi. Hoa chuối mình làm nộm còn trang sức mình bảo chồng mua sao. Dù sao tiến thưởng gì cũng không bằng 30 ngày tháng 2 cung phi chồng hạnh phúc, tình cảm là được mà. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng có thể hình ảnh có thể chỉ là vật phẩm đùa vui của ông chồng nào đó dành cho cung phi. Bản tờ. Tờ vui nhộn dự đoán, đằng sau bức ảnh này biết đâu là cái iPhone đời mới nhất thì sao? Dù sao có tiếng thưởng vẫn là vui rồi. Hiện hình ảnh này vẫn đang được cư dân mạng xôn xao bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn.